5.000 một đôi đã thế. Họ bán 10.000 một đôi kìa, em chỉ lấy 5.000 một đôi thôi. 5.000 một đôi thế. Hai bố con lấy mỗi người một đôi. Thế là 15.000 à? Thế là 20.000. Anh lấy một đôi à? Đây. Dán luôn à? Dán luôn chứ. Dán luôn à. Ôi, không có tưởng cắt lúc nào thì tối đi thì mới dán chứ. Thế đây anh thích thì em xé cho anh. Ờ. Đôi quân nhỉ? Vé bây giờ có tăng giá chưa em? Vé xem bây giờ có tăng giá không? Dạ. Vé xem bây giờ có tăng giá không? Em không biết về vé, tại vì em chỉ bán cờ thôi. Thôi tặng anh một cái kia. Cảm ơn anh nhé. Rồi, thank you. Này, anh nghe giá đó. Không. Việt Nam vô địch. Rồi, thế thôi. Quay tiếp cảnh sân vận động. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. À, đội cổ động này xuống đi xe sang để xem đội cổ động. quay đi. Quay đội cổ động thôi mà. Bao tiền cặp, thưa vé, anh thưa vé à? Bao tiền cặp? Chào thưa vé đi. Và đấy chỗ nào? Thắng B. B à? Chuyển tầng 2. Bao tiền? Tầng 2, 9 triệu. Ủa? Anh lấy A. Anh lấy A VIP không? A cửa 1 không? Thôi. Hả? Bao tiền? Cảm ơn nhá. Sân vận động đi, đã làm chủ kiểu.